đông vậy? Zap thì lúc đầu chỉ có farm thôi. Mình nghĩ Zap tầm level 5 ấy là gank sẽ rất là ngon. Nhưng mà dưới level 5 thì gank hơi chán. Level 4 thì đỡ hơn xíu. Nhưng mà level 3 thì cái E ngắn xíu à. Cái E thì phải tùy thế mới gank được. Cái E level 3 thì kiểu thế nào mà dễ lắm ấy mới gank được. Chứ mình thế bình thường là thường thường là không gank nổi. Ví dụ như ở đây đi, cái thế này là thế có thể gank level 3. Nhưng mà vướng cái là có con này này. Đấy, thì đấy là thế có thể gank. Mình nghe chúng là có thể là... chắc là không giết được, chắc là mình quy chúng chắc là không giết được. Mình nghĩ là không giết được tại vì Rumble chưa lên level 3. Đúng rồi, chưa hồi. Thì yếu phải từ từ chứ, ta hồi chiêu đâu. Ôi, solo kill luôn rồi. Kia chat nó còn què vậy, chưa hồi chiêu mà. Ờ, gặp mấy thải quào chứ, nhìn nó kìa. Em thấy nó không? Chứ game rõ ràng nó lên nó non nó chết. Poppy ở team nào vậy? Hai thằng duo này. Huyền thoại quá, đỡ không nổi. Chứ game gặp mấy thằng này kiểu không biết nói gì nữa. Kiểu mấy thằng này là mấy thằng chắc là chơi thua xong rồi bị kiểu mất bình tĩnh ấy, xong rồi nó kiểu đi phá game vậy đó. Thì game không yên. Kiểu chứ bình thường không sao đâu, mà thẻ nó ping ping làm tôi khó chịu ấy. Không phì, nó lỗi. Mấy thằng đổ tội này. Khi người ta đánh gánh team như vậy đó, người ta gánh team như vậy đó, nó đổ tội được, nó blame được một thằng rác như này. Trời ơi, con người chứ có phải là con. Đánh cho Rumble hiểu vấn đề luôn. Nice sir. Thắng ngay, anh em hòa thuận vào đánh nó khác hẳn ngay. Mấy thằng ping ping đánh khó chịu lắm, mất đoàn kết. Trả đĩa tôi nhanh thế. Tôi biết là kiểu gì nó cũng chết rồi nhưng mà tôi không nghĩ trả đĩa tôi nhanh như thế. Oh, nice. Nice. Không có Thread là lộ môn thài rồi. Có Thread thì cũng lộn. Lộ ba luôn. Khét được đấy, được đấy. Được đấy, được đấy. Mày đánh như thế từ đầu thì tao cho mày chửi tao rồi. Bây giờ mày đánh như thế. Hôm nay mình đẩy 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 thì thôi rồi luôn.
Team nó mà cứ 5 thằng đứng chung thì không biết lấy gì dưới con rác này luôn. Kiểu combat mình vào ấy, có thêm con Rumble nó nói nữa. Rồi ôi. Mắt kìa, mắt kìa. Ui không đấm được con mắt nó. Chết không? Chết 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 chết. Khi mình đánh như này thì team bạn đỡ sao nữa. Thế mà lúc đầu team mình định open. Tí nữa là team mình mất một trận win được không? Á chà kìa. Ui trời ơi. Nay tôi không có e, tôi vừa e mà bay sói rồi. Trời ơi, win ngay, win ngay. Anh em hòa thuận là win ngay. Thế mà team này lúc đầu còn tưởng thua. Hay. Ui ở trên giết được con nhện luôn kìa. Cái team này nó. Uầy. Hôm nay chơi game bị làm sao ấy nhở. Nó cứ bị win ấy. Thế mày thua tôi kỳ à. Rồi rồi rồi. Ok ok. Bro nói thì tôi nhận. Coi có thua được không. Nha. Yeah. Chơi game nó cứ bị win. Bằng trụ bằng cả số này thì nó cứ bị win ấy. À, cho con xấu này chơi gì đó tao cắm trại trên này luôn. Mày lên mày farm đi không cho tao ăn mạng. Ôi à, nó lên level 6 anh em ơi. Con xấu lên level 6 nhưng mà không sao, này là thành công rồi. Thôi, 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 xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Ê, cả số đâu ra vậy? Che, 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 ui, lập lăng không che. À, PK như thế rồi, thiếu cái R nữa thôi là thành kiểu đẹp. Kiểu top giật cân là hơi khó ha, khó cho team bạn, chứ team mình làm sao mà thua được. Nói thật với anh em là chiều ngày hôm nay á, mình có đánh nữa cũng chả thua được đâu. Không biết nữa, mà ý là đánh toàn win thôi, nó vào cái thế rồi. Tôi nói anh em là không có thua được. Không tin à? Vẫn không tin à? Không tin thì ngồi mà coi. Biết đi đâu bây giờ bạn tôi ơi. À nó giờ về. Con tê ta giờ. Ờ cùng thằng chết là thằng AD anh em à. Còn không phải là thằng súp không. Cùng thằng chết là thằng AD ạ. À. Chuyện đó đâu ai ngờ. Lại là con Lissandra này. Mình không thấy cái E anh em mà tại vì nó đi qua tường ấy. It's ok bro, can win, can win. Anh em nóng nhá, anh em nóng nhá ấy. Nóng thế, nóng thế, nóng thế. Bình tĩnh đi, game down. Đấy, đấy, đấy. Game down là win, game down là win. Ô
đông vậy? 5 thằng. Chúng mày chơi vậy, chúng mày win được không? Mày game down cái. Chứ game mà ông cục xúc toxic quá. Gì tốc biến lên rồi. Cái thằng này nó có một ngày tồi tệ à? Mình đang có một ngày tươi sáng mà nó định biến ngày của mình thành ngày tồi tệ như chúng nó à? Trời tốc biến làm gì đấy? À nó giết tôi rồi, tốc biến nó giết tôi. Mày này. Ngày hôm nay là ngày của tôi mà anh em không thua được. Là có chút thử thách cho anh em cười thôi. Thua làm sao được. Còn vẫn cứ là win đi. Em thấy không? Tôi nói có sai đâu.